mình trân trọng mến chào bà con cô bác anh chị đã quay trở lại với channel của mình một ngày nhé. Hiện tại bây giờ là hình ảnh của quý thầy đang đi qua hương trà. Nam mô A Di Đà Phật. Đây hình ảnh đẹp của Huế sáng ngày hôm nay. Đấy, quý thầy đang đi qua tại trung tâm của thị xã Hương Trà luôn mọi người nhé. Hình ảnh quá đẹp. Đây là những bước chân đi của quý thầy buổi sáng sớm thì còn khỏe, có thể đi mạnh dạn hơn. Vào buổi trưa nắng nóng thì sẽ rất là khó. Thầy Minh Tuệ ở phía sau mà thầy Kim luôn 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 đi ở phía sau. Nắng rất là đẹp. Đây bà con đang đi theo này. Đây là đoàn bộ phận phía sau. Đó, cùng thầy. Rất đẹp. Đây, đoàn đi cùng với sư thầy này. Hình ảnh quá đông. Đây có mấy cái bồn nước này. Đây là đường Nguyễn Hiền ở phía trong này. Đây là cảnh mọi con đi theo phía sau, đông là đông. Đó, đây là cái tuyến đường chạy về Quảng Điền. Đây bà con đi phía sau. Đông khủng khiếp. Đó, đoàn tiếp tục bộ hành. Bên kia là bằng xe của lực lượng chức năng, là cảnh sát. Đây dòng người ở phía sau này. Đây là tới bụng binh của đường tránh ở đây mọi người nhé. Bụng binh của đường tránh thành phố Huế ở phía bắc.
Nếu mà chạy theo đường tránh là chúng ta Bà Tư Hà đấy. Đây đây có một cái bạn mà cái này. Nếu mà đi Đà Nẵng. Đường tránh. Còn mà nếu mà đi trung tâm là đi thẳng. Con thân. Không biết đi đường nào. Đường tránh là xe to nguy hiểm. Xe đông người thế này nguy hiểm á. Còn đường thành phố thì ít xe hơn. Xe là người đông. Người đông thôi chứ còn lại ít xe. Và còn cô bác anh chị. Đấy, đông khủng khiếp luôn á. Nên vào Huế là đúng là cái nôi của Phật giáo á mọi người. Chúng ta cố gắng đi tiếp cận lên trên cho con qua xíu các bông con nhé. Rồi con cảm ơn con. Sắc vào bên được. Ồ, thầy đi lên đường tránh luôn mọi người. Đi đường tránh rồi. Đây là cái tuyến đường tránh này mọi người. Rẽ xuống đường tránh này. Đông khủng khiếp luôn mọi người. Đông không tưởng tượng đâu. Đông không tưởng đâu. Không vừa chờ đã, con đi theo luôn. Lên lề quá, lên lề ơi. Đông rất là đông. Rồi mắc kẹt rồi. Vô không được, ra không được luôn rồi. Rồi mắc kẹt. Hết ga luôn rồi. Coi kìa, mệt ai mệt luôn ấy, hết nó thở đấy. Rồi lùi lại đi anh. Lùi lại anh ơi, anh khỏe khỏe đi trước, nhận đường. Đi lùi lại gì? Không đi được. Chẳng lại ra. Lùi lại đi vòng qua bên kia đấy, mọi người, không đi được đâu. Lùi lại đi cả nhà ơi. Chặng đường rồi không đi được không? Chặng đường rồi. Mà người ta đang phân luồng của bên này. Đang phân luồng giao thông của bên này. Đó, người ta đang phân luồng qua bên này để đi lên cái bục quá chị, lên cái bục quá chị cái xe. Được. Đây là công viên. Tại bây giờ thầy đang đi qua đường tránh mọi người. Tại bây giờ quý thầy đang đi qua đường tránh. Ở đây có một cái đoàn xe cưới. Có một đoàn xe cưới. Quý thầy đang đi đường tránh thành phố Huế mọi người nhé. Ở đây quý thầy được trải cái hoa sen ở trên đường, cái đường thầy đi qua. Rồi chúng ta tiếp tục hành trình mọi người. Ở đây mình đang nhờ qua Giang. Đây là Hương An Viên cách 9 cây mọi người nhé, đang đi đường tránh. Và theo dự đoán của mình là đi hay bị sai. Mình dự đoán là đi vào trung tâm thành phố nhưng mà không đi vào trung tâm. Đi đường tránh mọi người nhé. Tránh thì xe to nhiều hơn. Đó. Có một chiếc xe gò nhờ gò chạy qua. Cũng có may mắn. Cảm ơn gò nhiều nhé. Rồi đây là có quán tre vàng này mà mì tôm. Đây, có lại chưa ăn sáng thì ghé đây ăn sáng. Đó.
Đấy, bà con đang đứng rất là đông. Công an họ ép lại. Dài rất là dài. Xe to rất là nhiều, xe rất là lớn. Xe to rất là nhiều. Rồi cô cảm ơn cô nhé. Cô cứ đi lên tí nữa có gì con gặp lại. Cô ở gần đây à? Ba cây hả? Rồi cảm ơn. Con chạy đi trước. Cảm ơn mọi đang cái thầy đang vô để tắm. Đông rất là đông. Thầy đi ở sâu. Thầy ở cô này ngoài đông không? Rồi mình cảm ơn cả nhà nhé, mình hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bây giờ mình xin phép dừng lại đây, lên trên mình cập nhật trước cho bà con xem nhé.